24 tháng 10 phát biểu tại hội nghị cấp cao BRICS lần thứ 16, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi hành động mạnh mẽ vì hòa bình tại các điểm nóng như là giải Gaza, Liban, Sudan và Ukraine. Ông Guterres nhấn mạnh cần phải ngừng bán ngay lập tức tại giải Gaza, trả tự do vô điều kiện tất cả các con tin, cung cấp hỗ trợ nhân đạo, chấm dứt giao tranh khẳng định giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Palestine-Israel là con đường không thể đảo ngược. Ông cũng khẳng định cần có hòa bình ở Ukraine và Sudan. Chúng ta cần hòa bình ở Liban với một lệnh ngừng bắn ngay lập tức để thực thi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 1701. Chúng ta cũng cần hòa bình ở Ukraine như tinh thần của hiến trương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Về các thể chế Liên Hợp Quốc, ông Guterres ủng hộ việc củng cố và đổi mới cơ chế hòa bình, trong đó có cải tổ hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc để cơ quan này đại diện cho thế giới hiện đại. Ông Guterres cũng phát biểu về các biện pháp cần thiết trong lĩnh vực tài chính và công nghệ nhằm tài trợ ưu đãi cho các quốc gia dễ bị tổn thương và bảo đảm tất cả các nước đều được tiếp cận công bằng với những lợi ích của công nghệ. NATO chưa sẵn sàng chấp nhận Ukraine, đại diện thường trực của Mỹ tại NATO, bà Julian Smith cho biết trong một bài bình luận trên Politico. Bà nói cho đến nay, Liên minh vẫn chưa đạt được mức sẵn sàng đề nghị Ukraine trở thành thành viên hoặc lời mời. Đồng thời, bà Smith lưu ý rằng Washington lo ngại về động thái của Liên minh châu Âu, ưu tiên mua vũ khí châu Âu, cho rằng chiến lược này sẽ trở thành trở ngại trong việc cung cấp hỗ trợ cho Kiev. Việc ngay lập tức mời Ukraine gia nhập liên minh là điểm đầu tiên trong cái gọi là kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine Zelensky. Tổng thống Vladimir Putin gọi việc Ukraine có thể gia nhập NATO là mối đe dọa đối với an ninh Nga và nhấn mạnh rằng những rủi ro này là một trong những lý do khiến nước này phải bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt. Trước đó, vụ trưởng vụ thứ hai của các nước CIS thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alexei Bulechuk nói với hãng tin ria rằng việc kiev gia nhập nato trong điều kiện hiện tại sẽ chấm dứt khả năng giải quyết chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột ở ukraine ông bolichuk lưu ý chúng tôi liên tục cảnh báo về nguy cơ ukraine gia nhập nato ông nói thêm rằng giờ đây một bước đi như vậy sẽ chấm dứt các khả năng giải quyết chính trị và ngoại giao khiến liên minh này không thể tránh khỏi sự tham gia trực tiếp vào các hoạt động thù địch chống lại nga và dẫn đến sự leo thang không kiểm soát được Tổng thống Putin đã lên tiếng sau khi ông Trump tiết lộ từng đe dọa sẽ tấn công vào thủ đô Moscow. Theo đài RT, ngày 24 tháng 10, Tổng thống Vladimir Putin đã lên tiếng khẳng định ông không nhớ về cuộc trò chuyện như vậy với ông Trump. Ông bình luận tại cuộc họp báo sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh BRICS ở thành phố Kazan, Nga. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý những phát biểu như vậy là lời bàn tán bình thường trong cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Khi được hỏi liệu những tuyên bố của ông Trump trong cuộc phỏng vấn trên có đúng không, ông Putin nhấn mạnh rằng việc cố đe dọa Nga sẽ chỉ phản tác dụng. Ông không nhớ có cuộc trò chuyện nào như vậy với ông Trump. Chiến dịch tranh cử ở Mỹ hiện đang ở giai đoạn căng thẳng và tôi khuyên không nên quá coi trọng tuyên bố của bất kỳ ai. Tổng thống Putin nói, nhà lãnh đạo Nga nói thêm, việc đe dọa Nga sẽ chỉ vô nghĩa vì điều này khiến chúng tôi quyết tâm hơn. Liên quan đến trận đua nước rút vào Nhà Trắng trong ngày 24 tháng 10, ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã lên tiếng đáp trả những chỉ trích liên quan tới chủ nghĩa phát xít của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ông Trump cho rằng những chỉ trích cá nhân ngày càng khoa trương của bà Harris chứng tỏ ứng viên dân chủ đang dần đánh mất lợi thế. Ứng viên Cộng hòa nhấn mạnh bà Harris là mối đe dọa đối với nền dân chủ và không phù hợp trở thành Tổng thống Mỹ. Kết quả thăm dò của bà ấy thể hiện rõ điều này. Trước đó, bà Harris đã chỉ trích ông Trump là người theo chủ nghĩa phát xít, từng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Adolf Hitler trong thời gian ở Nhà Trắng. Phó Tổng thống Mỹ được cho là đã lấy thông tin này từ cựu tránh văn phòng của ông Trump. Chiến dịch tranh cử của ông Trump sau đó đã lên tiếng phản bác tuyên bố của bà Harris, gọi đây là những lời nói dối trắng trợn và không đúng sự thật. Theo kết quả khảo sát toàn quốc mới nhất của Wall Street Journal, ông Trump đang nhận được sự ủng hộ của 47% cử tri, dẫn trước 2% so với bà Harris là 45%. Mở rộng Liên minh châu Âu, EU sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của Ba Lan khi mà nước này tiếp quản vị trí chủ tịch của khối vào năm sau. Và đây là tuyên bố của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusker được đưa ra ngày 24 tháng 10. Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm tới thủ đô Belgrad của Serbia, ông Tusk đã nhấn mạnh trong nhiệm kỳ của mình, Ba Lan sẽ cố gắng đưa ra việc mở rộng EU là trọng tâm của chương trình nghị sự, trong đó có hợp tác chặt chẽ với Serbia. Theo ông thì việc mở rộng EU phải bao gồm Serbia, dù đây là tiến trình không dễ dàng, nhưng ông khẳng định Ba Lan sẽ nỗ lực hết sức để hiện thực hóa mục tiêu này. Trong chuyến thăm tới Serbia, Thủ tướng Tusk và Tổng thống Serbia Alexander Vujic đã thảo luận về nhiều vấn đề khác, trong đó có việc tăng cường quan hệ kinh tế và đầu tư vào các dự án chiến lược, cũng như trao đổi lập trường về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Với những thông tin liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ 2024, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang tăng cường hoạt động tại các bang chiến trường. Sự cạnh tranh gay gắt khiến bang Pennsylvania và Georgia trở thành điểm nóng chính trị trong cuộc đua vào Nhà Trắng ngày 5 tháng 11 tới. Trong ngày 23 tháng 10, bà Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, đã tham gia một buổi gặp trực tiếp trên truyền hình tại Ketcher Township, Pennsylvania. Bà hy vọng sẽ thuyết phục được số cử tri chưa quyết định, những người có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong một cuộc đua đang rất si sao. Bang Pennsylvania, với vị trí quan trọng trong bản đồ bầu cử Mỹ, là nơi mà bà Harris dành nhiều thời gian và công sức trong giai đoạn nước rút này. Trong khi đó, ông Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cũng đẩy mạnh chiến dịch tại Georgia, một bang quan trọng khác trong cuộc đua, với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi bật như ông Tucker Carlson, cựu ngôi sao của kênh truyền hình Fox News, và Robert Frank Kennedy Jr., một cựu ứng cử viên độc lập cho chiếc ghế Tổng thống Mỹ. Đặc biệt, sự xuất hiện của ngôi sao nhạc đồng quê Jackson Aden đã giúp khích lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm, một thông điệp mà ông Trump trước đây từng phản đối nhưng giờ đang dần chấp nhận. Phát biểu trước đám đông cử tri tại Jebulon, bang Georgia, ông Trump tự hào cho biết, số phiếu bầu tại Georgia đang ở mức kỷ lục và không quên gửi gắm hy vọng rằng những lá phiếu này sẽ giúp ông khôi phục đất nước. Trong một diễn biến khác, cựu Tổng thống Bill Clinton gần đây đã chỉ trích ông Donald Trump vì những ý kiến mang tính kích động về vấn đề người nhập cư. Ông Clinton cho rằng ông Trump đã khơi dậy sự hoang tưởng đối với vấn đề này. Tại sự kiện vận động tranh cử cho ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris, cựu tổng thống Bill Clinton đã kêu gọi cử tri Arizona không coi nhẹ những phát biểu của ông Donald Trump. Trong những tuần gần đây, hai cựu tổng thống Mỹ là ông Clinton và ông Barack Obama đã tích cực tham gia các sự kiện vận động nhằm kêu gọi sự ủng hộ dành cho bà Harris tại các tiểu bang chiến trường như Arizona và Michigan. Theo dữ liệu từ phòng nghiên cứu bầu cử, nhiều bang Đặc biệt là các bang chiến trường như North Carolina và Georgia đã lập kỷ lục về số lượng cử tri đi bầu cử sớm ngay trong tuần đầu tiên. Theo dữ liệu từ phòng nghiên cứu bầu cử tại trường đại học Florida, gần 25 triệu cử tri đã tiến hành bỏ phiếu trực tiếp hoặc qua bưu điện. Nhiều bang, đặc biệt là các bang chiến trường như North Carolina và Georgia, đã lập kỷ lục về số lượng cử tri đi bầu cử sớm ngay trong tuần đầu tiên. Cuộc đua vào nhà trắng năm nay không chỉ là về những chương trình chính sách mà còn là về việc ai có thể thu hút được lượng cử tri đông đảo nhất tại những bang then chốt. Sự cạnh tranh gay gắt giữa bà Harris và ông Trump tại bể bang chiến trường, trong đó có Pennsylvania và Georgia, sẽ quyết định kết quả chung cuộc. Trong bối cảnh chưa đầy hai tuần nữa sẽ tới ngày bầu cử, cả hai ứng cử viên sẽ tiếp tục đổ dồn nỗ lực vào những bang này, nơi ngay cả một phần trăm nhỏ phiếu bầu cũng có thể quyết định ai sẽ là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Theo khảo sát mới nhất do Reuters Ipsos thực hiện, bà Harris hiện đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ xích sao 46% so với 43% trên toàn quốc. Điều này cho thấy cuộc đua vẫn còn rất cam go và chưa rõ hồi kết rõ ràng.